Bố mẹ Diễm My tìm thấy con bên cạnh còn có một bé gái khác. Mới đây trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, ngày 6 tháng 1, bố của Diễm My đã thông báo tìm thấy con gái. Nãy là anh đang live nên nó chưa có báo. Có một cô này, cô ấy báo là đội cơ động đã phát hiện ra hai đứa con gái, trong đó có Diễm My. Bố Diễm My nói, khi nghe thông tin bà Hằng đã thốt lên qua và nói lời chúc mừng. Cũng trong livestream này, bà Mai, mẹ ruột của Diễm My, đã có chia sẻ về tin đồn con gái mình sinh con ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nếu phát hiện ra đứa bé nào ở tỉnh Thất Bồng Lai là con của Diễm My, thì tôi vẫn chấp nhận đón nhận đứa cháu đó và nuôi cháu bé đó. Tôi chấp nhận sự thật vì nó là cháu mình, bà Tuyết Mai cho hay. Đặc biệt khi có giả thuyết cho rằng nếu người cháu đó là con của ông Lê Tùng Vân và Diễm My, bà Mai nói rằng sẽ rất đau lòng, không biết tính ra sao và vẫn mong điều đó không xảy ra. Được biết, Diễm My sinh năm 1997 và là con gái của bà Mai. Gia đình đã mất liên lạc với con gái kể từ khi cô đến tỉnh Thất Bồng Lai tu tập, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, gia đình có treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái. Ở một diễn biến khác, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Hiện tại, thông tin tìm thấy Diễm My đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, ai nấy đều mong ngóng xem tình trạng hiện tại của Diễm My như thế nào và hy vọng gia đình sớm đón được em về nhà.